Hi, xin chào các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cách mà có thể tạo ra được một công thức thần thánh giúp bạn dọn sạch tất cả những cái cặn bã độc tố. Và thực ra mỡ thừa được tính là một trong những cái loại độc tố của cơ thể. Đặc biệt là khi bạn không có nhiều thời gian tập thể dục thì cái công thức này lại vô cùng hữu hiệu, giúp đánh thức các cái tế bào, các cái giác quan của bạn vào buổi sáng. Khi tế bào của mình được tiếp xúc với cái hỗn hợp C2 này thì nó cũng giống như là được bừng tỉnh. Và khi nó được bừng tỉnh thì nó sẽ thực hiện chức năng rất tốt. Cái gì cần hấp thu nó sẽ hấp thu, cái gì cần loại bỏ nó sẽ loại bỏ. Và bởi vì vậy mà chúng ta có thể hấp thu được dinh dưỡng, có thể loại bỏ được độc tố và mỡ thừa. Đặc biệt khi mà bạn không thích tập thể dục thì bạn biết đấy, chúng ta có thể ngủ dậy và vẫn còn uể oải sau vài tiếng mà não bộ nghỉ ngơi. Cho nên nếu bạn uống hỗn hợp C2 này vào buổi sáng thì nó sẽ có tác động hiệu quả, giúp cho bạn tỉnh táo hơn nhiều so với cái việc là mình uống một ly nước lọc hoặc là mình ăn một cái bữa ăn chế biến thông thường vào buổi sáng nhé. Vậy thì công thức C2 này gồm có những gì ạ? C2 của chúng ta là một hỗn hợp gồm có 4 thành phần, đó là mạ lúa mì này, dưa leo, cải bó xôi và táo. Và với 4 thành phần này thì do là mỗi cái loại thực phẩm này đều được xem là một loại siêu thực phẩm, cho nên nó sẽ có tác dụng không chỉ là giúp đào thải độc tố và giúp loại bỏ mỡ thừa, mà một điều quan trọng là nó còn giúp hỗ trợ cho các tế bào máu của chúng ta. Đây là mạ lúa mì. Và cái cây mạ lúa mì ấy, khi mà mình trồng xong thì nó sẽ cao như thế này thì mình bắt đầu thu hoạch. Và khi mà mình thu hoạch xong rồi á, thì chúng ta để mà chúng ta có thể ép được thì chúng ta sẽ phải cắt nhỏ nó ra như thế này. Mỗi cái khúc chỉ khoảng tầm 1cm đến 1,5cm. Và mạ lúa mì cũng giống như là cải bó xôi, là hai cái thực phẩm màu xanh. Mà trong thực phẩm màu xanh này á, đặc biệt là mạ lúa mì có tới 70% là diệp lục. Và bạn biết không, diệp lục nó có cấu tạo hóa học giống hệt như là hemoglobin ở trong máu người. Nó chỉ khác là trong hemoglobin là nhân sắt, còn trong diệp lục là nhân magie. Bởi vậy mà hemoglobin của chúng ta có màu đỏ, máu của chúng ta có màu đỏ. Còn diệp lục thì có màu xanh của magie. Và người ta vẫn hay nói, nếu như chúng ta không thể ăn được ánh sáng mặt trời mà chúng ta ăn thực vật, chúng ta ăn diệp lục thì thực ra cũng chính là chúng ta ăn ánh sáng mặt trời ở dạng lỏng. Nó là một cái nguồn năng lượng rất là dồi dào cho cơ thể. Tiếp theo là dưa leo sẽ giúp cho chúng ta hoạt hóa mạnh hơn cái khả năng đốt cháy những cái lượng mỡ dư thừa. Và táo cũng vậy. Ngoài ra táo cũng sẽ tạo cho một cái vị ngọt tự nhiên cho công thức này. Và cái cách làm thì sao ạ? Rất là đơn giản thôi ạ. Đây là một cái máy ép thông thường. Thông thường nhưng mà là thông thường của chuyên nghiệp, tức là chúng tôi sử dụng máy ép chậm để đảm bảo là vitamin, enzyme và muối khoáng được giữ tốt nhất, không bị vỡ. Có rất là nhiều loại máy trên thị trường, nhưng mà cái dòng máy này là cái dòng máy mà chúng tôi thường xuyên sử dụng nhất. Và chúng ta sẽ bắt đầu cho vào từng cái loại một để chúng ta ép nhé. Trước tiên là dưa leo. Lần này là Anna đang ép để cho ra một cái lượng nước khoảng 500ml, cho nên là cái lượng nguyên liệu nó sẽ cần khoảng 4 khay như thế này. Còn tùy vào cái lượng mà bạn muốn sử dụng mà có thể cái nguyên liệu nó sẽ là khác nhau nhé. Bạn có thể căn thời gian. Thực ra một buổi sáng chúng ta chỉ mất vài phút để chuẩn bị cái công thức như thế này thôi. Nó còn gọn gàng hơn so với cái việc là nếu mà chúng ta đi ra một cái quán ăn nào đó, rồi chúng ta gửi xe, rồi chúng ta tìm chỗ ngồi, một chỗ ngồi hợp lý. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ép tiếp đến táo nhé. Đây cũng là một cái cách dành cho những cái người lười. Lười nhai. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần uống nước ép và chúng ta vẫn cần ăn đấy ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ép đến cải bó xôi. Đến rau thì nó sẽ khó ép hơn một chút so với là những cái loại mọng nước như là dưa leo hay là táo.
Nhưng mà cải bó xôi cũng là một trong những cái loại cải mà có cái chỉ số gọi là cái hàm lượng nước trong này rất là cao, trên 90%. Anna thường xuyên thay đổi giữa cải bó xôi và cải xoăn. Cải xoăn thì bạn khá là khó tìm ở Việt Nam. Cho nên là khi mà mình mà thấy là cải xoăn thu hoạch ý, được thu hoạch ý, thì mình sẽ mua ngay. Nhưng mà tất cả các loại cải này có một đặc điểm là mình không thể để lâu được, tức là mình chỉ dùng trong ngày thôi. Đối với cải xoăn thì có thể bạn dùng được khoảng 2 ngày, còn đối với cải bó xôi thì chỉ là trong một ngày. Khi mà thu hoạch về một cái là mình sẽ dùng luôn. Rồi và đây là mình sẽ ép mạ lúa mì. Mạ lúa mì là ép nó sẽ khó nhất đấy. Trông thì trồng mạ nói chung là vừa dễ vừa khó. Nếu mà bạn biết trồng ý thì rất là dễ, chỉ cần vài khay ở trên sân thượng. Anna chẳng hề có bất kỳ một loại đất hay là một loại phân bón nào cho nó cả, bởi vì cái hạt giống nó đủ dinh dưỡng khi mà phát triển thành cái chiều cao khoảng 8 đến 9 cm. Ép mạ lúa mì ấy thì máy nó sẽ đi hơi chậm một chút và nước thì ra từng giọt một luôn. Cho nên thường á, Anna hay một lần thu hoạch mạ thì Anna hay ép luôn một thể. Mạ lúa mì chúng ta chỉ cần một ngày khoảng 30 ml thôi. Còn khi mà mình ép như thế này thì trong một cái hỗn hợp như thế này thì mình chỉ cần khoảng từ 10 cho đến 15 ml thôi. Và mạ lúa mì thì có thể khi mà bạn để trong ngăn đá thì bạn có thể để được từ khoảng 1 tuần cho đến 10 ngày cơ. Với cái công nghệ ép chậm như thế này thì khi mà như vậy á thì bạn có thể là ép luôn mạ lúa mì, ép sẵn mạ lúa mì, bởi vì chỉ có ép mạ lúa mì là lâu thôi. Để mà sử dụng dần dần. Buổi sáng mình mang ra và khi mình ép xong thì mình có thể sử dụng dần dần được. Đây ạ. Vậy là sau một vài phút thì mạ lúa mì của chúng ta cũng đã được ép xong. Ok. Vậy là chúng ta đã có ngay một cái hỗn hợp ép như thế này ạ. Anna sẽ cần kê một cái này vào đây. Đây. Và bây giờ chúng ta có thể đổ ra ly và chuẩn bị thưởng thức một bữa sáng hạnh phúc cho tế bào của chúng ta. Và bạn thấy đấy, chúng ta chỉ cần khoảng vài phút thôi để có thể làm được một ly nước ép như thế này. Nó cũng bằng với thời gian khi mà chúng ta chuẩn bị một số những cái loại thực phẩm cho buổi sáng. Và khi bạn uống một ly nước ép như thế này thì bạn đang cho tế bào của bạn có một cái cơ hội để được thải độc cho buổi sáng này, để được cung cấp đầy đủ vitamin, enzyme, muối khoáng và những cái chất chống oxy hóa. Đồng thời nó sẽ giúp kích thích để đốt cháy mỡ thừa và loại bỏ mỡ nội tạng. Mỡ nội tạng nó khác với mỡ dưới da, và mỡ nội tạng là một trong những cái nguyên nhân gây lên hầu hết tất cả những cái bệnh mãn tính hiện nay. Và nếu như bạn có một bữa sáng như thế này và bạn hãy duy trì nó trong vòng một tuần. Bạn có thể uống vào bữa trưa nếu như bạn chưa quen uống vào bữa sáng. Hoặc sau khi uống xong mà bạn vẫn cảm thấy đói thì bạn có thể ăn thêm một đĩa rau củ quả nữa để tăng cái lượng chất xơ và làm cho dạ dày của chúng ta được làm đầy lên. Bạn có thể duy trì như thế này sau một tuần và bạn sẽ quan sát cái sự thay đổi của cơ thể mình. Quan sát bắt đầu từ cân nặng này, quan sát đến làn da của mình này và quan sát cái cảm giác của cơ thể. À, và đây là một cái mẹo nhỏ dành cho những người nào mà muốn bỏ cà phê vào bữa sáng. Chúng ta có thể tỉnh táo bằng chất kích thích như cà phê, và chúng ta cũng có thể tỉnh táo bằng những loại vitamin, enzyme. Nếu được chọn, tại sao chúng ta lại không chọn tỉnh táo bằng vitamin và enzyme, đúng không ạ? Và bạn phải nhớ rằng dù cho một loại thực phẩm nó có tốt đến đâu
Anna vẫn hay nói, nó không thể thay thế được cho những loại thực phẩm khác. Cho nên chúng ta sẽ cần phải biết nhiều công thức khác nhau để chúng ta luân phiên sử dụng. Bạn hãy trải nghiệm và hãy inbox, hãy comment cho chúng tôi biết cái kết quả mà bạn cảm nhận được nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe và dành thời gian để theo dõi clip này. Nếu bạn thích, hãy cho Anna và clip này một like, một share. Hãy bấm chuông và hãy subscribe kênh YouTube để Anna có thêm động lực để sớm ra những cái clip tiếp theo nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.